Là robot. gà chết thì Nó biết đại mày lý là gà, đại lý bắt, đại lý bắt, đại lý bắt, đại lý bắt, cũng đi coi bên điểm cái đại lý bắt kìa. Hết máu rồi, để bơm máu. Thằng nào mua máu đâu, mua máu hết cổng kìa, cổng kìa, cổng kìa, sao ra được đè rồi. Đánh nhau đủ mấy người rồi hoài có thần chạy 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 ngọc sư ngọc ngọc sư tới má kìa. Đại lý bắt ngọn quen là đứa này bắt nè chim sưng dâm tặc đồ yến lâm thiên nè bước đời nè qua hai cái lòng châu em đứng sau nha lòng Khang Huy trưởng chắc mày mình ra. Chẳng huy mò ra cái mắt họ ra đồ xa thằng thằng nó bị tạ kia có mana đồ xa thằng nó bị tạ đi. Em đang bút bua anh ở trong cổng nè. Tại sao mày biết nó đứng ngoài đó? Khi em đứng mùa em đứng ngoài đó. Ủa em tắt rồi, em tắt rồi, em tắt rồi. Em tắt rồi, em tắt. Nó ra. Hết hết rồi kìa. Cái vòng kìa. Nó đi qua vòng vòng qua đó. Kẻ nó bót luôn, kẻ nó bót luôn, kẻ nó bót luôn. Có gì kia qua lẹ lên. Bỏ cổng luôn đi, nó đứng ngoài hết rồi. Bóp chết hết rồi, bóp nó chết hết rồi. Đồ xác anh em. Bỏ mai đồ xác chút rồi bị mất bóp nữa nè, hỏi sao xui nè. Má nó lẹ rồi chứ, má nó chạy lẹ. Ơi, ơi, nó đánh vô cổng kìa, tự nhiên đâu hết máu rồi. Anh là trọng nghe. Ê, bỏ gì hả? Con bot bỏ về thì bot đỏ máu nha. Bấm vô hả? Vô thì đụ mới vô. Đó đó là đó lụm đó quýnh đi. À bấm vô. Mày ra bót luôn. Băng băng. Ra bót luôn đi. Ra luôn. Lấy nhà. Nó ăn, nó ăn. À. Má lòng thương. Là mất đòi hả? Ai biết đâu.
Chứ không động đi. Tương Dân à? Đợi chút mua máu ấy, má hết luôn, bành máu luôn. Anh em tập trung 8:19 coi dậu anh em ơi. Rồi, lên liền, mệt quá. Má 8:19 nữa. Ba Tường Dân gom anh em. Ba Tường Dân. Tiểu đang giải bùa cái coi. Ủa béo ơi, có Buri còn đủ xu ở đây đủ tiền dạng quýnh không à, công thận vậy? Nó còn có mượn, nó còn mượn đấy. Nó làm, đứng ba là tiêu kìa. Chứ nó tương đẩy đâu vậy? Không có tàn hình chạy đâu rồi má. Bắt chết ba đi. Trời có lồn má nó giết bà. Ba Tường Dân đánh qua ba Tường Dân rồi anh em ơi. Ba Tường Dân xem rồi đâu. Ôi mấy nhạc này cũng rồi, nó lên mạch, nó kích mạch lên, tụ nó thấm lắm đó. Nó mát mạch này đó, chém đầu lắm á. Thì đó. Tao biết là tao ăn. Thấy không đó, không ghê không, tao biết tao ăn. Làm thấy ghê tao biết. Bãi gì chứ. À xe ăn bãi. Thầy vô, lên. Xong. Lý bạch xong rồi vô. Ông nội. Anh Tuấn lấy thiên hình đơn ăn nè anh Tuấn ơi. Nó có vô chỗ biển kinh đéo đâu. Đúng đấy. Cho 5 giây tính. Phải thiệt tình luôn. Ở đâu? Má vậy mà quan. Vậy mà cũng làm được quan. Tình luôn á. Chỉ mà cũng làm được, ta không. Tính đẩy bố thí hết chồng á, tính đẩy. Thêm cái này nữa chứ quan.
Ủ má đéo biết đâu ra luôn. Vậy mà nó cũng làm được các bạn á. Vãi thiệt. Hả? Vậy mà cũng lụm được 2 kill rồi, mặt nạ rồi cũng tùm lum vậy. Đéo tin được. Ê bớt bớt này bé, bớt bớt bé. Đi xuống đây boss đá hay nè, con cùng thay đồ này. Alo alo. Quy đồ hết rồi. Quang lóc rồi. Ai nóc cái gì? Qua sơn ai nóc. Gây cả lạc. Chẳng này mấy tiếng cho mình khó quá. Đây là alo. Alo. Chỉ huy công thành nè. Hả? Ai xăm bóp thì xăm, còn ai nghe theo công nè, được vào chủ biển kinh hay gì đó nè. Alo. Nghe ông Nguyên ơi. Nghe, ok rồi, nói luôn. Chắc sao đâu. Đem gom ở lông chuột viện kinh đi. Trời ơi đừng nói nha, cái này là không đánh đánh cục trụ ra luôn á. Cái này là máy tính lượng tử đó. Còn 2 phút anh em nào ngoài vô lông chỗ biển kinh giùm em đi. Ủa nó đâu mất tên luôn rồi bố ạ. Ủa lấy con tiên tử ảo á, bó đi em. Cái con tiên tử cái luôn là gì kìa. Con còn bó dưới mà nó tốt luôn, nó mà. Ôi, mày hết chuyện mày luôn, bác luôn. Thôi em đâu nhớ bác đâu, ở nhà của tôi lúc đi đến đây đâu có đâu. Chết mẹ. Thôi khỏi đi, biến. Ừ, em đánh được rồi bó. Bài mấy dưỡng lão, mấy một dưỡng lão đó đâu. Kim Đá ơi. Sao anh? À, anh sẽ bài cổng 6 giờ nha anh. Mình kinh nha. Vâng. Có rồi, anh mở rồi anh. Đang mở, để đây nè, để ốc nè. Ôi anh em ơi, còn bà ông già cô bác gì kêu lên cầm mặt. Tình hình thấy không ổn rồi đó. Anh em nào bỏ ngoài tập trung hết lông chỗ biển kinh đi anh ơi. Mong người đi kêu lương là kéo sức nè. Sức nè, coi cái giờ. Coi cái giờ. Qua cái nữa. Anh em mua tiên trụ đi. Quên rồi. Cái lũ má đó. Bà mười mười lăm. Anh em mua tiên trụ đi anh em ơi.
Sao vậy nhỉ? Má nói chuyện nó lớn rồi em ba nói. Anh Quang ơi, anh sẽ bay cổng 12 giờ Dương Châu giùm em được không? Được. Ok, anh 12 giờ nha. Rồi tất cả đặt tay nè, di chuyển qua phần tường, các cái trụ phần tường đi. Đặt tay rồi không à, kéo xe nha. À tay chỗ bên trên là di chuyển qua phần tường, các cái chỗ phần tường đi. Lâm mang ba. Thằng Điền nó có vô nói em học ra nhanh rồi. Ừ biết rồi. Không nói không nhắn giờ này nó nhắn nhắn vô. Ta chỉ cái lòng má nó mới 132 cho 50. Tụi thổ gà đường môn cắt nhanh đây. Chờ quý quá. Mười hai giờ sao rồi anh Quang ơi? Không có ai á. Rồi tất cả anh em ở phần tù, à tay phần tù này về lại miền kinh hết đi. Chuẩn bị sắp bật luôn. Cái đồng à? Cái đồng thả anh. Mỗi lần đâu, mỗi lần không xăng lý bạch hả? Xong rồi. Dạ. Sao nhanh như trời. Lý bạch cơ thành anh rồi. À, là 100 triệu. Chuyện cực. Anh thì mày kêu thằng Thái Thái đầu gấu đừng anh, mày trong mày anh. Đứng ở chỗ thôi, đứng chạy. Cho mày uống chơi rồi. Em đã có cả chị bay. Lý bạch này ăn nhanh bên. Hai đầu gấu. Cái con qua sơn chưa vô. Ai à, Quang ơi. Quang lóc vô rồi. Vô không rồi. Ý nó chưa có vô kìa đó. Biết rồi, vô rồi. Ai cho xin cái tay hơi khô vậy? Giờ đi xin thần phụ gì nữa trời. Nghe nơi, nghe nơi. Đèn đánh, đèn đánh, đèn đánh. Sao hả? Đèn đánh. Tự mua lát đừng, nó bớt nữa cho nó thắng rồi. Con đọc dẫn nhà mày lại đi chạy cho về kịp lúc với con thầy phá hết trụ vô anh em phá hết trụ à vô con đọc nhà mày anh đang đọc. Tức là mình lắc rồi đấy.
Phúc đang gặp bằng nào vậy Phúc? Ờ, Long An hả? Ai vậy? Đang gặp bằng nào đánh vậy? Ai? Đang gặp bằng nào đánh? Phương Hoàng An, ai vậy đó? Tính mặt dài. Rồi, quá ai tập? Dương Quá theo sau. Ao Dương Quá đi. Ben vô Dương Quá đánh kìa. Ừ, kêu mà lồn vô đi. Đồ mày đeo nôi. Lấy lóc con tí con nương nhỏ, lấy cái bộ đá công bỏ vô đánh. Mà để tao lóc cho. Má quốc đàm không? Béo dần rồi. Anh mới đứng trên mang 3 phút cũng được. Cụ đồng để tay uống đó rồi. Anh Tý ơi, đọc cho em cái bát giao dịch. Chạy xuống thôn mới mở rồi ao đi. Anh Tý đưa cái mã anh Tý ơi, tôi lấy cái điện thoại tính cái hoa. Nghe đi giống khoa khùng rồi đó. Vô đi. À sao bé chi yếu vậy ta? Cô còn chú ca nữa. Mở mày. Mở cái kia ra. Bao cái đó rồi. Ủa tình hình Long An rồi nói sao rồi. Sao anh? Long An sao rồi? Mang để đi, đợi xíu. Lâm An nó đang ôm mà. Đang ôm Lâm An á. Đang ôm Lâm An á. Ép cho anh Phúc đánh cho các bạn có bè. Mình sau đánh lý bạch mẹ luôn cho rồi. Má vô sớm có làm cái lộn luôn. Vô đứng chù ngó luôn. Trời ơi, má. Cắt mấy con đường mô cho đánh chù xong rồi đánh báo lý bạch không bay vô là xong gì. Tự nhiên đứng chù ngó rồi mày để nó. Nhỏ trụ phần tường không có ai luôn hả? Gãy rồi, gãy rồi. Gãy rồi, gãy.
ngồi đây nè, ngồi đây nè, ngồi phương tường chứ đâu. Mấy mấy bạn hoa sơn yêu dấu đi phá trụ các bạn ơi. Anh Tường ơi, anh Nguyên, nghe anh Nguyên cho mấy em đi phá. Đang đi phá nè, đang anh Nguyên đang đâu anh Nguyên? Đang thành đô phá, thành đô đang chạy qua đại lý. Đại lý vừa gãy rồi. Gãy rồi hả? Đại lý chủ mình. Tương Dương. Đại lý em mới đập gãy đây anh Nguyên ơi. Về hết mà hết. Anh nào đập gãy trụ á báo lên cái nha mấy anh ơi. Đại lý mới vừa gãy nha. Rồi. Tương Dương, Dương Châu. An thôi à. Còn giờ nè, tất cả ăn tay nè. Út hết ra, thành phụ Long An đi. Tất cả tay thành phụ Long An giùm em đi. Ở là ở Biển Kinh còn gì hợp tay nha. Là tính. Anh em nè, hợp tay ở Biển Kinh nè, thành phụ Long An hết giùm em đi. Hạt tay ở Biển Kinh gà, Long trụ Biển Kinh gà. Bố nạp ra thành phố Long An đi. Rồi di chuyển vô ngã tư 3 giờ. Di chuyển vô ngã tư 3 giờ. Di chuyển đi anh ơi. Cho nó tới 3 giờ à. Vô luôn. Đẩy vô luôn, vô chỗ. Xe đường trên, xe lên đường trên. Nghe đây nè đó. Giải bù á. Rõ đen giải bù đi. Đẩy vô chung. Đẩy lên trần trên luôn. Ai chết phục làm ăn vô. Ở sau đẩy mạnh vô kìa. Đẩy rồi đó nè. Ở sau đẩy mạnh vô. Mạnh hết rồi, mình mạnh hết rồi. À chết, phù Long An vô. Xe chết rồi đó. Chạy mạnh vô trụ đi. Chạy vô chặn cổng xe đó lại luôn. Chặn vô cả tôi chạy xe từ luôn. Ngã tư 3 giờ lại. Ở ngoài cổng 3 giờ kìa. Chạy vô đánh vô ngã tư luôn. Ngoài trời. Ra ngoài. Má, anh đang bãi luôn. Anh em vẫn ngã tư 3 giờ kìa, vô đánh trụ đi. Vô đánh trụ đi. Ngoài thọ ghê, đừng mong cho đánh đi. Hệ Mộc nè, ưu tiên vô đánh trụ của nó kìa. Đi cắt cổ trụ, đánh ra 3 giờ, bỏ trụ đánh 3 giờ. Đéo hay gì? Không biết ta đéo chết. Bỏ trụ đánh 3 giờ đi. Ai chết một lần em, chạy vô. Gom lại cái tôi 3 giờ làm em đi. Tất cả tay ở Biển Kinh nè. Đánh vô à. Tất cả tay ở Biển Kinh nè, tập trung hết nhá, từ 3 giờ làm ăn giùm em đi. Đánh được trụ kìa, đánh đi. Trụ đi. Đánh trụ đi, đánh trụ kìa. Ủa đi trụ đi. Chuẩn bị Biển Kinh nha. Bỏ đi. Nó vào một trường rồi, đâu một điều tiết bớt nghe đi. Nó đang ở thủ trường với em đi, nó đang ở thủ trường với em. Tay ao về Biển Kinh đi, để tay ao về Biển Kinh đi, để xe của mình. Tay ao, 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 bỏ về Biển Kinh hết đi anh em ơi. Biển Kinh quan trọng hơn. Anh em ở Long An nè, út. Có người cắt trụ rồi. Xin đến xong rồi. Của nó đây, của nó đây, tôi đang trụ à. Tứ đồ Kiến Nam kìa, Quy kìa. Út à, út à, về Biển Kinh hết cho em đi. Thần phù Biển Kinh quay coi em vậy? Quay xì bài em vậy? 6 giờ sao anh kịp đó ơi? Các anh ơi.
Phụng đường gãy chưa? Gãy thôi nha. Đúng rồi. Mình còn cái thằng quá vậy mấy đồ này phải không? Mình còn chưa có thể bất tử đâu. Đâu? Châu. Châu này đi mà cho đứng á. Ba cái kia. Lấy đồ lại về. Từ từ. Cái này quýnh gấp quá. Mình mới nạp trăm xu đi. Ông đứng đâu đi? Đừng rồi. Còn tay ở biển kinh à, chạy qua cắt lại cái chỗ phần tường đi. Anh mang gãy 45 nha. Rồi, thấy anh ơi. Ở đi lên để đổi bắt mà dâm. Tí là bước đi mũi, bước hành, vô anh. Phụng tự ngồi giúp nặng con ngon không? Không, đi cắt thôi, đừng để xem. Vậy đi cắt là qua sơn của anh Nguyên thôi chứ qua xe anh Nguyên đi. Là Nguyên xe. Trời ơi, cha già. Qua sơn quán cầm đi cắt rồi. Rồi anh em bỏ phần tồn nè, anh em bỏ phần tồn về hết biển kinh cho em đi. Phần tồn về hết lúc này đi. Có thần tương dương nha. Chờ tài của tao đéo thèm đánh luôn á, tự đánh tao chết. Anh em mở, anh em mở đây phụng tường nè, còn đứng phụng tường nè, già hết trong chỗ biên kinh đi. Mở tòng ra. Nó qua Dương Châu á. Dí nó đi Tuấn, kéo lên đi nghe nó đi. Đó, từ Dương qua Dương Châu ấy. Ok anh, thấy rồi, thấy rồi. Mày đứng Dương Châu trên đi, tao đứng Dương Châu dưới. Mày đứng đó đi, mày đi đâu hả? Qua Dương Châu rồi nha, không qua Dương Châu hết hả? Qua hết Dương Châu rồi. Cho bạn này thủ Dương Châu rồi. Chia hai đội, chia đội tay thôi. Bye em. Bye. Rồi giờ nè anh em à, anh em là tay nè. Cứ chuyển qua 12 giờ qua Dương Châu đi. Đứng ngay thành phố Dương Châu. Ủa nãy giờ nó đánh gãy là mang gì là? Mình gãy. Mang rồi. Đứng đó rồi à. Chậm quá. Không phải đoạn cần nào, ngủ đi. Anh em là tay ở biển kênh nè, chạy qua tấm trụ Dương Châu đi. Chảy hả? Nó mà, ngủ đi. Thôi, đủ má chân chắc chân nhị, biển kinh đi. Trời ơi, cả Dương Châu luôn. Nha. Đụng ra, đụng ra. Qua 9 giờ ra, đánh qua 9 giờ ra. Tới ưu tiên. Qua giờ là Lâm An rồi. Cái mẹ nó. Nó về luôn. Cắt lại cái chỗ Dương Châu đi. Hay cắt lại cái chỗ Dương Châu đi. Bị sợ nó hả ba, con cặt trên nó cho tao. Cũng má càng khôn sợ nó hả? Sợ mà ba. Mẹ nó mới cắt nó hồn. Dễ đi, bộ bì có con tính lo hết rồi đó. Đỡ Lâm Lâm cắt lại nó Lâm An cái gì xong luôn. Cho
Rồi tất cả là tay Dương Châu nè, di chuyển 12 giờ qua Lâm An luôn. Má quá tường đi bắt gà dữ vậy. Anh em ở thành khác nè, tập trung đánh chung với An đi. Cái nỉ. Còn mấy lần 6 giờ Lâm An. Cắt cái chỗ Lâm An đi. Cắt cái chỗ Lâm An đi anh luôn. Ủa Lâm An mình mới cắt rồi, mới cắt rồi. Bây giờ mình cắt lại. Cắt. Gãy luôn nha. Má mày cắt. Cắt máu đỏ rồi. Cắt chữ luôn hay là chữ máu đỏ? Cắt máu đỏ thôi. Cắt đi, cứ cắt đi. Cắt máu đỏ thôi. Rồi ra đi, ra đi, kéo xe chịu hơi thổ dễ đánh lắm. Dễ banh lắm á. Đừng đi, chỗ Lâm An nữa đi kệ anh em. Đừng đi, đừng đi. Lâm An không đánh nữa. Dễ banh lắm á. Rồi đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Sầu vô tử kìa, sầu vô tử kìa. Đúng không? Cho nó cuối giờ cho chết mẹ. Không, 45. Anh hiểu không, bây giờ cắt máu đỏ để bớt tử thì sao mình nhảy qua mình đập luôn cho nó lẹ. Có cái chữ Lâm An nãy mình lấy với 45 phút thôi. Cắt đi. Cắt đi. Lòi mà vẫn được. Máu đỏ chút được. Lòi. Cứ cắt đi, cứ cắt đi. Cắt cái chỗ Lâm An đi, cắt cái chỗ Lâm An giùm em đi. Gãy luôn không? Gãy luôn không? Gãy luôn á, gãy đi. Bánh gãy đi, bánh gãy đi anh em. Nó không thể nghĩ là... Không, mình... Bây giờ mình đánh nhảy không có được. Năm hai mà. Xong được anh. Năm hai tới ba. Tự chút ba phút. Không, hãy kem. Thì anh nói đúng rồi anh. Không hiểu. Em có cách không hiểu. Rồi rồi stop. Bây giờ có bao nhiêu vậy? Thế nè. Phút 53. 6 giờ mình cần sao anh kem đá ơi. Bình thường anh ơi. Sao anh? Nó chưa vào, nó vẫn đang đánh ở đầu quá. Xong cắt lên từng đứa tập đi. Giờ 9 giờ. Đại lý đâu nha anh em? Đại lý số lượng luôn á. Đại lý nó bỏ nha, nó đi rồi nha. Đại lý có chuyện rồi. Tú mới thằng mà chui vô góc lắc rồi dùng ra được. Trời. Nó về tương dương nhiều nha. Anh em đại lý nè, về tao mang hết thì mày đi. Cắt cái đường dương qua tương dương. Kinh thì nó không dám qua. Ủa, cắt đi đi. Tất cả anh em nè, cả anh em ở Lâm An nè, hút hết ra, thành phố Tương Dương giùm em đi. Tất cả anh em Lâm An nè, hút nằm ra thành phố Tương Dương đi. Chim ghé bồ làm gì? Ừ, bất tư đến sao vậy? Như cái con cặp. Đủ máy gì mà lại. Vậy mà đòi làm quyền khỏi gió đen. Quyền cái lồn, quyền khỏi. Chửi. Rồi, đang tự do. Chỉ lồn, chỉ răng. Tóc răng này sao tôi cũng có mình chưa đẹp. Mới hết máu hả? Chưa hết máu. Kẻ bạn gái. Đẩy tới. Đẩy tới. Đẩy. Đã lên giọng không rồi. Đúng rồi. 9 giờ 22 mất tượng. Đúng không, mượn tượng ra. Nếu.
Hình thù tương dương gì có năm mạc chứ trời. Ủ má tư duy lên giùm cái cha. Đẩy tới. Cậu quấn cái gì mà thập hình thù tương dương không có ai hết vậy? Tụi tương dương muốn dậy anh em ạ. Tương dương đánh dậy luôn đi. Phượng tường nè. Phượng tường kìa. Tương kia cho tay qua. Quang này có lấy cái nào không? Tông ơi. Tông ơi. Tông ơi. Tông ơi. Cắt đi cho nó, cắt đi. Cắt đi cho nó, cắt tường đi. Tương dương bắt tự đưa 9 giờ 2. Đừng thủ hàng. Đừng thủ ba đi. Tao đánh tiền kim mà đâu? Rồi tất cả tay nè, thần phục, thần phục kinh kinh văn, thần phục kinh văn, thần phục kinh văn. Bắt cũng tôi. Bây giờ mình mất thần thủ rồi, bắt tự hai hàng luôn. Nói chơi vậy rồi. Vậy. Bắt phượng tường nhá. Nó vô chùa phượng tường luôn rồi đó. Nó chùa phượng tường á. Cặp miệng 5 giờ. Cặp miệng 7 giờ. Phượng tường. 7 giờ đang mặc định ra phượng tường. Bây giờ phụng tường kìa, đánh xuống 6 giờ. Phụng tường cứu phụng tường, 6 giờ. Trăm trăm tay về phụng tường hết chưa có nào? À, tay út về phụng tường hết á. Phụng tường cứu. Mùi đâu? Đụng cái tôi mùi đó rồi đó. À, tay ra. Phụng tường đi kinh về phụng tường đi. 100% cứu phụng tường coi, nhanh lên. À, của nó bay hết rồi. Giải bộ vụ em 100% rồi. Vô trụ luôn, không đánh nhập tường. Cổng 6 giờ. Cổng 6 giờ đi. Thôi chết rồi bà. Kinh không ai á. Ai đánh thôi. Cho cái anh Nguyên ơi, kéo xe về anh Nguyên ơi. Auto bút 150 anh Nguyên ơi. Cảm ơn. Dạ Phượng Tường. Auto bút 150 cho em. Dạ đúng rồi anh. Kế gì hết Phượng Tường cho em. Em cho nói trước. Ê mày cho Spy cũng thần phục Phượng Tường. Một thằng Spy cũng thần phục em. Giữ lên. Đây để ba Spy cũng thần phục Phượng Tường nha. Xin cho anh. Em đi Spy cũng 6 giờ. Thằng này ca Spy giờ sao anh quen ơi. Ok. Rồi, phụ Dương Châu. Đi về đi. Cho cái mẹ nó. Em cho nguyên vàng hạt tay mình đó. Đứng mép của phụ Dương Châu. Nó vô không được đâu, mình có mối liên tục mà làm sao nó vô được. Xe anh Nguyên ở lại biên kinh, còn bộ làm tay di chuyển ra biên giới giữa Phượng Tường biên kinh. Ở lại biên kinh hay Phượng Tường? Xe của anh Nguyên ở lại Phượng Tường, toàn bộ anh em mặc tay ra di chuyển ra biên giới giữa Phượng Tường biên kinh. Xe anh Nguyên bút, xe 150 liên tục anh Nguyên, mở cái xe ô tô kéo xe lên, qua cái phần điều khiển. Đó đúng rồi đó anh. Bút chiêu 120 đó anh ơi, chiêu 120 anh full chưa? Chưa, con này chưa. Vậy thì anh bất chiêu từng hàng vũ độ chứ đừng bất chiêu đó anh ơi. Ok. Em bị bất 150. Hàng 2. Anh nít vô giùm em cái. Đó, chính xác rồi đó. Nếu có 2 con 50 thì anh bất cho một con, mỗi con một chiêu luôn cho lên lẹ. Rồi, Spy đến đâu rồi, Spy. Anh Nguyên ơi, giao dịch từ dạng bất banana nè anh Nguyên ơi. Khỏi. À, đứng. Ok. Ở quốc lầu kia đâu quốc tường hả? Chà ở lầu mẹ đó. Em ai á, em đi xe của xe của nó. Đừng đi hả? Rồi. Chơi đó, đúng rồi. Mấy võ đan giờ mạnh lắm đó chú bộ. Vô đi. Đâu có độ đàng hoàng em chết rồi. Đứng xích vô một xíu. Em mình đi chứ. Mày chạy xích vô một xíu. Đó, đừng mày đứng. Rồi. Đó. Mày đi đứng cái đám bự. Em Yeah.
đừng để chết nha Khoan. Coi chừng nó điện khác đó. Trời, mấy này em bắt mãi quá. Không. Chạy được. Em là em đi tỏ. Chỉ trong là bạn mình đúng không? Phúc này. Cái gì Lâm An hả? Có Lâm An. Thôi thử kìa mẹ lắm, cái gì Lâm kìa mẹ lắm. Bói, bói thì mạnh, bằng cách chừng làm, nói chừng mạnh. Bói là thằng Long Triệu nó kéo xe đó, bói thằng Long Triệu á. Đụng một mình đem quýnh mang thằng luôn, lòng bay đâu. Em đừng quýnh làm gì á, anh chồng chồng anh coi được cho tích mẹ nó cho nó ăn lại đâu. Nó về Lâm An rồi. Cô bói 4 năm tương lão luôn, coi Long Triệu ở đâu là biết. Dàn xe nó theo sao Long Triệu á. Rồi nhắc lại nè, anh em ạc lẻ là đứng bật đứng ở giữa biên giới cùng tường Biện Kinh nha. Ở Biện Kinh còn bao nhiêu phút nữa tử vậy? Còn 4 phút nữa anh em xong là anh em chạy về Phụng Tường luôn nha. Biện Kinh 3 phút nữa. Gãy rồi. Cho hai ba sơ đi phát tiền cầm đầu rồi mất cút mấy giờ. Nó mới sao? Không ơi. Chào anh. Biện Kinh em mẫu đỏ. Chúng ta là thủ phân. Nhìn trâu của mình. Ây, tôi. Mới đầu phải quýnh thủ từ Liên Châu với Biện Kinh thử ba. Cái ác mà anh sẽ có quên là ai cầm vậy? À, bị ta còn quá nhiều nữa, ta còn đi đang lên thú à. Phúc, biết ai nó ai cầm Phúc? Không. Má tao biết thằng nhà phàm bạc má chết hại đó tao. Làm gì vậy? Nó làm gì vậy? Bắt cặp tao uống điều gì thôi nữa. Chơi với nó luôn. Ai biết chỗ người ta đâu cái đặt đó là lại quắc lại quơ luôn. Đó bình đạo ông thôn qua á. Ủa sao nó biết em mà em không biết nó ta? Có qua đại lý nha, anh em cẩn thận nha. Ủa tao lộn chính xác quên là... Hồi xưa là có con Công á, con Công chỉ huy, đang chỉ huy nè. Thấy cái hàng đó đụng bên đang ngồi nhờ bà tí ta. Thôi, em mới biết bắt tao việc đây. Chỉ bây giờ mà có bắn nó tạo đồng nè. Để tạo đồng nè. Nó nói qua đại lý rồi, vô chỗ đại lý nhiều. 224 hay là 1? 224 hay là 1 đại lý tạo đồng. Gần trong đại lý. Gần cái chỗ á, mày ai vậy? Đồ con bữa này nghe nó dụ đâu vô khoa vô cầm mặt tục phạm tất cả. Rồi. Chuyển ra. Còn 3 chữ gạch 4 giây. Xe di chuyển, xe. Xe bên Biện Kinh di chuyển mà Phụng Tường. Gọi ra nè. Anh em kéo xe ở Biện Kinh. Tay ở lại nha. Tay Biện Kinh ở lại nha. Tại lý đây anh chủ em. Di chuyển qua hết Phụng Tường đi. À, kéo xe á, Biện Kinh á. Để làm gì nữa? Ao con nào nói cho Quang. Đâu? Ủa có tí chứ ta? Tẩn gì đó. Tẩn gì nữa. Rồi Biện Kinh bất tử di chuyển ra. À, xe ở Biện Kinh à, di chuyển qua hết. Quay luôn.
xe ở Biển Kinh là di chuyển qua hết bình thường. Rồi giờ tất cả tay nè, tất cả tay qua Dương Châu đi. Thằng tay ủi sạc hết qua Dương Châu nhanh lên. Xe ở lại Phương Tường hết. Em bỏ bạc liên tục giùm anh, có đánh đâu. Tại vì thời điểm này là điểm cảm của phụ tường của Dương Châu rất là khó. Tất cả anh em mặt tay mở sẵn em đề phòng kêu áo quạt là anh em nhặt sầm nhặt sầm nhặt sầm cây cho áo quạt nào cho anh em. Tất cả anh em về Dương Châu mặt tay đây, tập trung hết Dương Châu đi, tâm tụ Dương Châu thành đô á, quên thành đô của mình. Bây giờ đó là nó đi cắt vụ đỏ rồi. Đó nó kéo cắt anh em này à, tay mở sẵn là áo phụ Dương Châu đó không, chưa áo ạc về thành đô là lộn, chưa áo ạc về Phụng Tường lão liền, anh em hiểu không? Nhưng mà anh em nhớ là anh em nhớ là kêu áo ạc về Phụng Tường là anh em vô thành phố Biển Kinh nha. Thì về cho nhanh. Còn bộ thiếu lâm vô hết vụ Dương Châu đi. Ác tay nè. Về hết Phụng Tường đi. Vô cổng Biển Kinh. Ác tay áo ạc. Về Phụng Tường. Ác tay áo ạc về Phụng Tường. Ác tay ở Dương Châu à. Áo ạc. Tay đang ở Dương Châu rồi mày em đâu có. Thì ác tay đang Dương Châu. Ác tay áo hết đi anh em ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đang ở thượng thù Phụng Tường nha. Bắt thần thù á. Đây là thần thù á. Quân ta, bẻ thần thù rồi. Anh Nguyên ơi, Nguyên ơi, kéo lót vào Dương Châu giùm em Nguyên. Anh Nguyên bớt Dương Châu cho em. Đam đủ mà muốn xe. Nó đang thần thù một trường xuống lớn nha. Xe anh Nguyên bớt Dương Châu cho em. Rồi nghe rồi, dễ dàng quá. Bói liên tục cho anh coi. Bói lần nữa coi. Thù Phụng Tường. Thù Phụng Tường. Vô nó vô cũng 6 giờ. Quýnh liên tục ở đó cho xe nó khỏi tập trung. Cho quýnh tập trung nó luôn em, cho nó khỏi vô em. Nó chạy vô à. Quýnh nghe. Chạy vô. Đúng rồi đây. Bói liên tục manh cái bộ luôn. Có dẫn vô 12 giờ đó chứ không có giỡn đâu. Ý, biết cái trời ơi, cái gì vậy? Mua xe trên cổng 12 giờ bỏ 6 giờ đi. Nó 12 giờ Phụng Tường kìa. Cho một kìa. Xì bay. Em xì bay cổng 12 giờ Phụng Tường cho anh. Trời mấy anh ơi, bỏ giùm cái Biển Kinh đi mấy anh. Mấy anh ơi, Biển Kinh như vậy. Anh Nguyên ơi, anh Nguyên về Dương Châu anh Nguyên. Sợ trụ gãy ôm mấy ôm. Đang chở Dương Châu đây. Tục cho anh. Ai quỳ 6 giờ ban rồi. Bước qua anh bước qua bị sần hồn. Nó quýnh đủ chứ chứ không được. Bước qua luôn, bước qua kia kìa. Bỏ liên tục cái. Thôi phù Biển Kinh. Thôi phù Biển Kinh hả? Anh Nguyên vô, tập trung Nguyên xe vô giữa đi anh Nguyên. Bốc chậu đi anh Nguyên ơi. Hai Nguyên qua hình như còn có hai người nữa mà. Còn ai hỗ trợ bên Nguyên á. Qua bên Dương Châu giùm mình cái. Béo với Hoàng rút qua luôn. Đúng rồi chính xác. Nó đủ buồn à. Lên chữ nó chết à. Thằng này chết á. Nè đưa cái mặt lở lên kìa. Dương Châu mộng á nha. Bỏ lại lần nữa đi Cưng ơi. Biển Kinh, đường lớn. Bây giờ là cái hệ thống bói liên tục giùm mình cái mà. Mà
nhạy cảm lắm á. Nó qua kìa. Dương Châu mỏng lắm á nha. Nó đang nó qua đâu? Qua khóa cổng 12 giờ. 12 giờ. Ở phường Tô đánh 12 giờ. Cái cổng luôn. Ai cổng lại. Thôi luôn. Phường Tô đánh. Lui về vụ đi em, lui về vụ, lui về vụ. Lui về vụ, lui về vụ, ngay cổng 12 giờ khóa lại. Nó vô kìa. Tường. Cậu Tường đứng ra 32 giờ. Để 32 giờ quýnh đi. Quýnh đi, quýnh đi anh em. Đó, đúng rồi đó. Ai chết thành phố Phượng Tôn, Lý Tông. Lọc cái con Amy luôn đây mọi người. Ok. Ai chết thành phố bị kinh chứ em. Bị kinh bước vào Phượng Tôn chứ. Cho nhanh em. Xin chào mẫu đỏ này ta. Thằng Quy đó đang nắm chủ kìa, chó thằng Quy kìa. Rồi, được rồi, được rồi. Bói lại lần nữa. Phượng Tường cổng mấy giờ rồi sao? Phượng Tường giờ hả? Coi là 12 giờ có không? Dạy 12 giờ thì sao rồi? 26 giờ. 233, 213. Ai dở vô liên tục quá. Cứ đứng ra 32 giờ, đứng ra 32 giờ, phụ tù quýnh đi. Đúng rồi đó. Anh em đứng đứng cái từ. Ê, lui về gần chủ. Anh em lui về gần chủ. Văn hàng rồi lại đi cái. Văn cổng 12 giờ. Sơn hoàng biết. Anh em đừng đứng xa xe quá, nó phá banh xe bây giờ. Banh xe rồi đó anh em ơi. Rút vô đi, rút vô đi, rút vô đi, phần tường rút vô kìa. Vô gần chủ nè. Anh em đừng đứng quá xa xe. Chỉ cần thằng Khang Quy. Xe nó đang tập trung vào phần tường nha. Xe là banh xe liền à. Bỏ lại lần nữa. Đâu? Cần một ạc thiếu lâm. Nghịch tỉ hàng qua bên Dương Châu nhanh lên. Trời ơi, mini di động quá vậy. Phải không? Không có con nào biết phải không? Rồi. Cầm bỏ sơn á, cầm được bỏ cường á. Rồi rồi. Cần ạc thiếu lâm. Nga Nguyên bóp cái trụ Dương Châu đi, anh Nguyên ơi. Nga Nguyên bóp cái trụ Dương Châu anh Nguyên ơi. Bóp 150-200 anh giùm em. Tại có dừng Dương Châu đó nha. Bó lại lần nữa đi. Long Triệu Tương Dương có thể qua dừng Dương Châu đó. Em. Em theo cái bước chân của tôi xin liền giùm cái. Anh đọc tờ độ em. À, Nga Nguyên chưa bóp trúng nha. Nga Nguyên chưa bóp trúng, bóp trúng trụ anh Nguyên ơi. 192 gì nữa. Phần Hương Tương Dương có thể qua Phượng Tường anh em. Phượng Tường. Tương Dương qua Phượng Tường không được hả? Cần một ạc whip slip qua bên Dương Châu giùm cái. Các bạn. Một ạc biết thôi. Trời có nguyên xoáy qua được, nguyên xoáy qua chịu đam được rồi. Phải nhẹ đây. Cái thế là tôn kìa. Biết này. Được à? Gì nữa. Anh em Dương Châu, anh em nào đường môn á. Anh em nào đường môn á, Phượng Thường Dương Châu xuống 7. Anh ơi, cho xe đừng đuổi anh ơi. Xe Dương Châu. Bỏ lại lần nữa. Cứ vô Dương Châu cái một cái mẹ luôn á. Tôi ý Dương Châu. Tôi ý Dương Châu ra vậy luôn. Coi lại giùm anh coi. Hai thằng chúng scandal đưa đứng nó bắn. Đừng có bỏ thằng Triệu Long, bỏ thằng khác á. Đứng sổ con cày á. Bỏ Triệu Long, bỏ thằng chị. Phải cả tí, giờ đây mà phải nhảm rồi đó. Nhảm rồi. Cái trụ là bỏ cái đỏ luôn á nha. Mẹ nó cho nó đứng ở Tương Dương đi. Mẹ mẹ nó càng lâu càng tốt cái lòng trong mình. Không, Lâm An mới phút 50 mấy không bước thử được. Trời nó anh ơi, Lâm An mình giờ chó rồi mình bước toàn tập của Lâm An. Thủy nó không anh? Kè cử siêu nhân béo rồi, qua Lâm An hỏi Lâm An rồi. Ủa Dương Châu có mấy bất tử vậy mà. Có ai biết Dương Châu không á? Không. Ủa Dương Châu xuống tử được. Ủa gì chứ đi cũng vậy nha, vậy gì vậy? Châu còn bất tử mà.
Rồi bỏ lại lần nữa coi nó ăn không. Cái đó, tôi vừa nghĩ rồi. Cái đó. Nó đang tập trung vào Tương Dương. Ha. Nó di chuyển từ thành phố Tương Dương có thể qua được Dương Châu lẫn Thuận Tường, Thuận Tường đó nha. Coi chừng nha. Em cố gắng theo xe của nó, coi nó đang ở đâu. Đừng khỏi bốc luôn, chạy thôi. Chạy thôi em, đừng bốc gì hết á. Em chạy đi, em đừng tin. Đừng quấn, nội ở bị dính nè. Đứng lên chạy nè, đơ cứng ngắc. Má đi ra giữ. Ủa? Có Tuấn Triệu Mẫn ở trong đây nữa hả? Xem tác hả? Quên mày nó còng. Ông mày nó đứng yên rượu á, rượu xuống tao. Mày chạy với nó đi quá. Coi chừng gạt tay nó tập kích đó nha. Nhìn cái tình hình này thấy nghi nghi á. Tại là mày đi chạy phía trước. Anh em cố gắng vượt 5 phút nữa đó. Anh em có cố gắng giùm mình cái. Nè, xe nào ở đang ở Dương Châu làm ơn tập trung vô chỗ đi anh ơi, chạy nhanh quá à. Đang ỉa, đang ỉa. Anh chết xe, cái chết mất cái thành đó. Dương Châu, Tương Dương, Đại Lý, Lâm An. Thôi. Nè, có vài chấm đỏ vô Dương Châu xem. Giờ cuối anh chỉ ước lấy được Lâm An với Đại Lý thôi à em. Nó phục kích một cái sắp lờ luôn á. Bộ tường chú ý còn 3 phút nữa bất tử nha. Anh em chớ chạy lòng nhông, bói người bói lại đây. Chị Tròn biết có bất tử được không ta? Võ Lâm này chắc nó thủ thành đô rồi, nó chạy thành đô tối ngày à. Rồi ở Dương Châu à, bỏ đuổi đi anh em ơi. Trời ơi, kêu cái xe của ông Nguyên vô để mà đi bắt. Anh đi bên rồi bộ, anh đi bên. Má cầm tên ơi, chạy thôi. Đánh đi, đó mày đánh đi. Thân nghĩa đề, thân nghĩa đề. Còn 1 phút nữa bất tử, Thuận Tường anh em. Anh em. Má bà delay, mà delay ghê vậy trời. Thôi, có di chuyển đâu nè. Đóng. Nè nè, gác phố coi chừng là gác phố thôi. Coi chừng nó dụ em ra đó. Anh em ở hai trụ Dương Châu nè, anh em mặt tay nè. Chết chứ bị anh em chết, xe bị tổn thương. Thuận Dương nó quýnh trắng máu luôn rồi nha. Anh ơi. Đúng rồi.
nhắc. Quýnh nhắc giữa xe. Có lóc chơi. Má đồ mẹ đó chưa. Thôi. Ủa hồi nãy em thấy anh búp 2 kg lần mà sao giờ búp 1 kg vậy anh Nguyên? Cho cái bánh đó rồi bà. Đụng mẹ đi đâu rồi, bỏ đi. Bỏ đi, bỏ. Đừng nữa. Bỏ mẹ là được mà đi. Châu. Có một cái xe nào đứng bên phụ tường phía 12 giờ vậy ta? Em chậm lại đi. Anh em nào có Nga Mi vui bút 150 á. Đi em ơi. Còn 1 phút nữa nha, phụ tường bắt tử nha. Phải không? 2 phút nữa à? Chẳng nó cắt đỏ rồi. Má nó gì đâu, cũng tham vui nữa. Bỏ đi với em. Rồi kìa, tất cả anh em ở phòng tồn nè, di chuyển qua hết Lâm An giùm em đi. Chuyến xe qua Lâm An đi. Qua Dương Châu trước chứ. Qua Dương Châu trước sao? Qua Dương Châu đi, di chuyển 12 giờ qua Viện Kinh đi. Toàn bộ xe ở phòng tồn kìa. Còn sổ sao xe ở phòng tồn. Về Dương Châu giùm mình cái. Ông hoa bùa vô cứng xỉu luôn rồi má. Toàn bộ tất cả mọi người về Dương Châu hết cho tôi coi. Trừ các ạc có đi theo dõi tụi nó thôi. Đúng mà nhấp tay cả vô xem xỉu. Anh em ai ai có ạc của bối liên tục báo trên kênh bay. Tôi đang ở thành phố Tương Dương. Còn này nhẹ nhàng là mình giúp không? Nhẹ. Cái ảo. Cho chị thấy mặt trời chết chả. Đánh được mọi tay quá. Mày bỏ cái điện chỉ theo sao đi. Xe anh Nguyên. Xe anh Nguyên qua bên Lâm An đi anh Nguyên. Bóp bóp trụ giùm em cái. Đại lý sao rồi ta? Xe anh Nguyên đi đi anh Nguyên. Để cho nó đập gãy cái trụ luôn đi. Để cho nó đập gãy cái trụ luôn đi. Rồi gãy. Ủa Nguyên này con nào là Nga Mi về cưng? Ngoài lúc đi ta còn ăn nào nó không? Để nó đập gãy cái trụ Lâm An đi. Xe Nguyên về Lâm An đi Nguyên ơi. Nó đập gãy trụ đi vô lấy đại. Cái trụ ở trụ của nó mà dùng. Nó dính trắng rồi, không có đập gãy đâu. Dính trắng chứ không có dành, không có gãy nữa đâu. Đỉnh chưa? Cái chỗ nó đập đâu. Nó quýnh trời trắng thôi à. Nguyên đứng ở giữa chỗ. Hạt tay. Hạt tay. Từ từ nha. Để cho tự chụp. Chụp từ đâu. Qua là mày không? Là mày. Bắt trong bóng nó được rồi. Gì vậy? Như trầm người. Số giờ đẹp.
Long trụ ở Dương Châu à. Không qua hết Dương Châu bắt tù rồi. Ở Dương Châu kéo xe qua hết Long An giùm em đi. Tôi vừa nó bất tử chưa? Tôi vừa bất tử cho ta. Rồi A Tây thần phục hết tương dương cho em. A Tây út thần phục hết tương dương cho em đi. Tôi vừa bất tử chưa? À, giờ phút này là giờ phút anh Nguyên và xe Nguyên và xe em là đứng yên ở Long An. Anh Nguyên đó đứng đó là thằng phù đi còn đánh nó mình giao cho hai phút nữa nhập trong bạn nếu thắng nhau nó ngại đánh tự có hiểu không mình giao nó ở đây mình chỉ tỏ không muốn nó tới nào nó cũng bắt cánh một tôi để đâu cho nó để lý rồi á thôi. Đó là thần phù tương dương nha. Anh Nguyên xách xe. À tay uống hết thần phù đại lý cho em đi. Tiếp, nói đi. Đại lý. Anh Nguyên xách xe qua đại lý. Ba em của anh Nguyên qua đại lý hết cho em. Không ơi, có gì chuyện mà chú tương dương rồi, ao hết đánh mình chú tương dương. Ao hết đi. Xe anh Nguyên qua hết tương dương là đại lý cho em. Nhanh lên, ai có 30 giây. Tương dương nó vô kìa. Gọi tất cả ở tay nè. Xe bây giờ em cứ bị tay út hết thần phù tương dương giùm em đi. 2 phút. Đánh vô sáu giờ luôn. Đánh vào 6 giờ. 6 giờ tương dương. Cả đưa 6 giờ tương dương. Vừa ra ăn một con này nó ra đường. Rồi 2 phút 30 giây. Tương dương em nè. Ở tương dương đánh vô các trụ tương dương đi. Gần tới 6 giờ. Gần tới 6 giờ. Có tay. Mới được 5 hạt thôi, cho ra đây ra, đưa ra. Gâm ra không ơi. Ủa tiên trụ. Ủa tiên trụ đi. Lấy đường cắt. Đây. Thằng Quy rồi, đặt ra đặt Thằng Quy rồi. Lấy đi, em qua lấy. Qua rồi. Thần phục lắm em. Út. Ra hạt qua Dương Châu đi, không, cho ra hạt qua Dương Châu đi. Dương Châu mình gì vắng. Bất tử rồi. Bất tử rồi, người ta chạy qua Long An nữa, ông nội đứng đó đánh chi không biết nữa. Lâm An bất tử rồi. Bất tử chưa? Kẻ hết rồi đại lý đi. Kéo qua đại lý. Lâm An bất tử chưa? Kéo xe qua đại lý. Lâm An của ai mà bất tử? Về đại lý nó sang đấy. Lâm An của ơi tiệt. Dương Châu đi qua đây rồi. Dương Châu bất tử. Lâm An bất tử chưa? Đại lý, về đại lý. Gọi tất cả anh em thần phục Lâm An đi. Lâm An bất tử rồi, Lâm An. Bất tử rồi, Lâm An. Rồi. Bây giờ với con tương dương nha, tương dương. Đánh xong đi, em sẽ kiểm điểm lại cái vàng trên kia. Đánh xong đi. Bỏ liên tục coi. Anh em thật, anh tay út ra thần phục đại lý. Đại lý đông rồi. Cái số lượng lớn. Đô coi chừng Thành Đô nha. Thành Đô là của thằng Võ Lâm rồi. Bỏ đi em. Còn bộ ạt tay về Tương Dương hết. Xe ở lại nè đại lý. Qua Tương Dương hết ạt tay. Ủa rồi. Bỏ Tương Dương nha. Tại lý, tay út, Tương Dương. 10 giây. Dương kìa, cứu Tương Dương. Không, Tương Dương nó lấy không nổi đâu, nó chết hết rồi. Rồi vô cơ, nó đưa cơ đó. Thành Đô xong. Thành Đô là mà ăn, à, làm đâu không, có ra đường chứ sao. Có ra đường. Ra đường. Mình không biết vậy Tương Dương thôi. Tí ơi. Đánh ra bờ. Nó ra đường rồi, thấy thành rồi. Nó chơi cái bài giống tuần trước đó, nó bỏ nó nhấp thôi. Nó chạy lấy, nó lấy cái đại lý à. Nó để bao đỏ nhưng mà nó không có lấy. Nó chọn. Lấy. Thôi bình tĩnh. Nó cũng có thành. Thôi. Bình tĩnh. Thôi. Ta nói. Trời mắc cười quá. Cảm ơn bữa nay sói đã qua bên đây hỗ trợ công thành với lại cuối tuần thì này nhanh mày cuối tuần thì chúc anh em được nhiều sức khỏe bên gia đình ha. Đêm tối ngủ anh em sẽ có một giấc mơ đẹp.
đừng mơ thấy tí được rồi. À, anh em mình tuần này có một cái rất hay đó là toàn bộ ạc viết thì anh em người ta kề của mình chán quá, nói gì giờ nữa, mạnh quá trời, nó đẹp rồi mà ban mình cũng mạnh nữa, trời ơi sao tôi chịu nổi trời. Tôi cũng biết tôi đẹp á, ban tôi cũng biết ban mình ban mạnh chứ mà không ngờ mạnh quá đẹp. Đẹp mà có đọc không? Dạ thầy buổi em thích tặng đọc con mà nó không thích đẹp. Nói chung là cái tâm trạng rất là vui đó anh em, vì rằng là mình cũng trung bình khá thôi mà làm quá trời quá đất, rất là hay. Nhất là anh Soái bữa nay đã qua đây để mà có 4-5 màn hình. Tuần sau anh em mình sẽ hội quân một tuần cuối cùng Sơn, rồi mình sẽ đi đối tượng mình nhắm tới sẽ là anh Thẩm hay anh Bạch, là một trong hai đối tượng đó. Cũng kêu gọi mấy anh em để mình hội quân khi mình đi tiếp nha anh em, chứ ở Tung Sơn như vậy thì cũng quải lắm. Ông Sơn mà đứng quá không biết đâu gãi. Anh em có đồng ý là mình đi chinh chiến tiếp không anh em? Anh em ai đồng ý bấm số 2 trên kênh ban đi. Số 1 là ở nha, số 2 là đi nha. Có số 3 nữa hả? Ủa Kim Xuân ở lại hả? Ủa có số 0 nữa hả? Vậy thì đa số là anh em số 2 là anh em sẽ đi. Các số còn lại mình chỉ ngầm hiểu là cảm ơn anh em vì cái lời khen tặng này nha. Thắt lương này chị tặng cho anh đi. Tiền rồi. Lương bà nội mày, tao phải dành quân lương. Quân lương để đánh cho anh. Mày nói nhẹ cho bà nội mày. Chửi nhiều vô như thế. Để chúng ta thống kê coi lưng béo, tâm hào, một, hai, ba, bốn, năm. Phúc bóng ơi, mày bị em mày chửi chết mẹ cái ạc kìa. Anh sẽ cấm qua cho tao rồi Phúc. Đặt. Gì hả? Làm gì chửi em? Rồi, mang mình mà cũng 45 mặt tay online hết rồi. Ai cầm mặt đó? Sao chửi nó hả? Đâu quá. Còn 5 anh em 10 anh em đây là 55. Quá rồi thấy mới. Ai cũng nhiều. Không nhắc những người khác tại vì những người khác là những người quen. Chỉ thấy những người hiếu cận thôi. Rồi Tiểu Long. Rồi chứ lớn. Nghe đó từ xong Tiểu Long xong nổi da gà luôn. Vậy à kiếm chuyện mình mày chạy hai Linh nha, Linh hai Linh béo nha, cái béo làm gì làm công thành lúc nào cũng mặt. Anh Nguyên chú Kim nè, anh Nguyên ơi Nguyên Sói ơi, em bị bệnh hả Nguyên Sói? Sao em tạm biệt anh Nguyên Sói hả? Thống kia bên em ơi, thấy đầu gấu anh thống kìa. Cú kìm người ơi. Anh em người ta làm việc. Rồi không có ra đâu. Kìm béo. Thì nó quăng ghè vô kim sao đó, má phun nữa đó. Rồi, chào anh em nha. Chúc anh em cuối tuần vui vẻ. Nãy giờ sốt. Nãy giờ sốt hầm hầm mà nó gì. Thôi, ao đi ngủ. Em quay vô luôn rồi kìa, anh em ơi. Em quay vô kìa. Cái đầu gấu vô luôn rồi. Anh
Tấn hoàn thành nhiệm vụ con chịu mẫn rồi vô cuối game kìa. Kim đang hơn điểm nhưng mà nó vô đông rồi đó. Mình chết hết rồi. Coi tung đẩy trong đây mà sao đéo được nó. Khoảng này để mở X2 hết à? Có không có X2 không anh? Không. Cái gì được mít, nó ghê luôn. Thằng Huy đứng góc lát kìa. Có được đéo đâu người ô. Còn hay đứng góc lát nữa kìa. Mình chơi nó trốn đâu rồi ta. Hai đồng chó, hai đồng chó. Bảy mạng có 4000 mấy điểm trời. Cái này Sài Gòn đâu rồi ta? Kim không được, các vô tống đứng đứng nhìn quá. Nó đâu ra mình thấy nó đâu không có tiêu à. Ủa ông xã cũng quay đồ làm gì mình hồi bán à? Quay đồ lại. Này. Đồ lại lại nữa. Phượng Hoàng. Chắc cường đeo mét cái vụ này cái gì lớn là mét gì nữa không em chắn chạy nói cái ông vụ nghe rồi gì cái bập mới hả. Chứ bọn online nhỏ thôi luôn trong nhà đó. Kìa trong nhà nó kìa. Trong nhà nó là chung. Nó là Phi Phong kìa. Thằng tuổi già nó mua ác thì sao ấy nhở. Nó mua hai bộ ác nữa. Ngã ba mình, ngã ba nó. Còn nó chạy rồi, nó chạy rồi. Bỏ đi anh. Giang nó ăn.
Đục bơm máu lấy số kìa. Nó bơm máu lấy số. Đâu vậy? Không có nào bị trưởng ha, không có bị trưởng kìa. Ở trong nhà nó kia. Xuống luôn. Hết mẹ máu. Phúc em nãy 5 hợp chi nguyên rồi 5 cái nha. Em ghi khẩu nha. Đi đi. Chịu nổi 2 cái không mà là 5 cái. Thì mẹ đánh mãi còn chưa lên được top 10 nè. Ai vậy? Ai chơi top 10 vậy? Ai vậy? Nghe tiếng là lại nha. Ai? Nguyên soái. À. Trong nhà nó quá trời nè. Ôi trời. Ai nè. Tèo chết rồi em. Đừng chết mẹ đi. Có gì đầu sát gì? Xói hay kim nó vô thổi sao? Để em nói là dĩa luôn. Dĩa? Trong nhà là trong thôi. Thế rồi. Nó bắn hoài nè, nó bắn hoài. Em dài rồi, em dài rồi nè. Mình đông quá. Không qua nhà mình hả? Con nó lén cho nó xoáy mình. Ơi, trời ơi, thấy mắt con kia đâu. Thế vậy? Má nó quýnh con nhà mi luôn. Con đâu ra đéo thấy luôn. Một qua nhà mi nhanh xoáy. Không qua nhà mình hả? Ừ. Bắt bóng buồn quá, đéo thấy gì á, tự nhiên ở đâu con đường môn đâu có bóng gì tình. Mày xuống ngựa mà chọn tiểu lý á Dũng. Anh tiểu lý chụp lại đi, đừng cho nó chạy. Ác anh. Ông nghi là. Ông nghi á. Đi ra một cái phi đao nào là anh. Hả? Nè. Để lại vô đánh tiểu lý cho. Nè để em. Nè, có vô được đâu. Hàng ngồi dưới này bồ thổi chết luôn. Cát lên Sài Gòn treo mấy rồi. Càng ngồi chơi. Ngã ba nó đông quá.
phần điểm không? Cát điểm. Không được. Không cái kia mình đang. Thằng Huy treo hay sao? Thằng Huy treo rồi. Thấy nó vừa rồi chạy kìa treo rồi nó không nói gì. Nè, có cả ba nó nè. Chết rồi. Kéo cô ra rồi. Có treo hết ba nè. Em mới chửi chết ba em. Kéo đâu thấy đầu gấu chạy kìa thấy chưa? Thằng Quy kìa. Kéo. Cái đánh đó. Có cái. Kẹt bằng đánh. Cái chứ thấy đầu gấu còn đánh nữa. Cái đang đồ vô rồi kìa. Nó quay đằng xoái kìa anh Nguyên. Nó có ăn à. Rồi bố bối vô nhà nha, chuẩn bị vô bên cổng dưới vô nha. Trên vô á. Bụng. Nó lên trên nhà dưới kìa. No. Một tiêu phong hả? Binh sĩ thôi, bỏ đi. Mai xong mấy mạng hai mấy ngàn điểm. Vô thì đã ngồi xuống đứng đâu á trời ơi qua mi bắt đầu với xe đi động mà phải đi đâu cơ. Sao cái gì trời? Má đi. À, chắc ở đây sau mệt quá. Eo chạy về nhà dưới sói nè. Nguyên đứng im rồi.
phụ soái em ơi. Ngã ba nó nè, ngã ba giờ nó đông nè. Đông chưa? Mang xoắn đầy máu sao đánh chết được. Ê, hết giờ rồi. Không chính nghe à. Tiền người không có thứ lầm hả? Có hai con cổng sao xe ông, xe ông với cái lựu đạn là không có thôi, xe ông gì không có. Hỏi câu về em thì có thứ lầm hả? Này giờ đâu thấy rồi. Chỉ quăng cái lựu đạn gì chứ dễ chết. Thì còn đang miếng tư lô. Thành miếng tư lô chém cũng khá luôn á. Hồi lại nguyên, quay lại, quay lại. Ra, cho nó ra rồi. Mẹ mắng. Áo rồi. Tao không lấy con lô bút bùi, kéo nhanh. Đi như lết đi. Con lô mà nói gì mày chỉnh cái kia. Khi ta không cài ép nổi luôn này. À, xe dính đầy bồ luôn. Cậu cho nó chưa? Cái con tiểu thư gì nó gào từng thói cái giấy, nó rủ phượng hoàng cho tôi lâu hoài trời. Thôi mẹ đi. Bữa bị đập chết cho chết mẹ 20 lần. Nó mà đánh đéo vậy. Nó chạy lẹ mày. Lắc quá trời, nó chết rồi, nó cứu hoài. Cái thằng Sài Gòn lì nha, nó chết như ngoái rồi mà nó vẫn ra. Vậy chứ sao? Vì mấy lần luôn chết hoài. 525 triệu. Trời ơi, người nãy giờ không hềm ăn đền bài luôn, má em xa anh luôn. Đâu không? Chạy đâu đi, chạy ra, tao ăn rồi. Mày đâu? Em không. Ủa, mày đứng ở ngoài đây, tao ăn nhanh nhanh chạy mày, cái gì mày được. Tùm má. Thì em theo xong. Ý, 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 tùm má. Chà lụm mày, em không đeo kịp. Chỉnh combo đeo kịp. Bóp thời kim trắng ma đầy máu lên nội ăn sao được, thua ăn hoài. Người nào bà chạy đâu rồi? Đang
chính là nó nè. Muốn cái này nè, bây giờ nè. Rồi xong cái rồi. Bơm chậm cái chết luôn. Auto nó không có chỉnh combo theo mặt của anh Nguyên ha. Tao đâu có tại mà. Ê nè. Tao đâu kê nó mà chỉnh combo theo anh đó thì cũng đập. Đúng đó. Auto mà chỉnh. Cái là hôi nhỏ nổi luôn. Đâu có mấy tình trạng chịu sao nổi. Thì em nói không có người nè. Nó cho chỉnh nên chỉnh theo anh Nguyên. Đỡ phải nhấp. Ta bán nhà. Trời, theo sao anh mới dưới 100 mấy trời. Mày đội nữa. À, rồi. Điều mẹ đang chỉ cái máu cái chết. Yên nói dẻo ra. Nghe tiếng nhạc dạ không à? Trời chết. Nghe cái xe không? Nguyên chết luôn á. Báo rồi, nhảy vô, nhảy vô á. Anh Nguyên Sói đang ở Việt Nam hay nước ở bên Mỹ vậy anh? Anh ở Việt Nam em, mai vào Sài Gòn đấy. Vậy hả? Hút nghe hút khoái rồi. Này anh nhiêu tổ vậy? Nguyên Sói chim to lắm ấy, Phúc ạ. Hàng 4 rồi, toàn đi. Phúc ơi. Toàn đi. Hả? Anh thấy rồi. Ờ, anh nhìn thấy rồi, chìm to lắm, mày mẹ nó vào Sài Gòn đấy. Phúc chịu khỏi chìm to. Thì sao? Chìm to mới sướng. Yeah. Nghe mấy cái vụ chim kẹt cổ họng chưa? Này mày kẹt cổ họng. Dài quá. Rút ra là tắc thở, mà rút tàu thì lại chết. Đã phải giải quyết sao? Kìa Sài Gòn là chạy đó kìa. Bên mình thằng nhập lậu này. Này đánh cái thằng này xuống này. Bố nhà đánh lên dưới. Em mà cái thành Sài Gòn ngay thủ đức một ngày là bồn hết và nhiều tiền mà đùa đáng ăn mì mì không kia là nó vật nó chết luôn. Ừ, đông quá không có người để mà đánh thôi. Ô cuối cùng cũng leo lên top 9 à. Ủa sao anh không được cái sao nào nhờ kéo này. Phun bạc hà rồi. Sao? Phun dương à? Đây. Phun dương không được. Phun bạc cà sao, năm sao mới được nữa. Thank you.
Anh em ra làm người lầu không? Hả? Ờ. A bị mẹ vứt cái khung kích. Còn bị ông chủ chết. Hả? Khung kích thì có cái sao rồi. Đâu từ xin lắc thì có kích. Đồng 525 triệu. Em thường đi... Hà. Ok, tôi có 100 triệu gì lắm. Cái phố lai vậy anh? Tèo cầm đấy. Tèo béo hả? Tèo. Tèo béo, gọi là tèo béo không được. Mày không biết thằng tèo à? Không. Chỉ biết tèo chứ mình gặp nào. Tèo chả gặp à? Mày bao lần gì? Phi Long thế nào vậy anh? Phi Long thế nào vậy anh? Lên ta lên. Phi Long là thằng Cường béo á. Cường béo hả? Phải không? Đúng rồi. Điên đóng cái gì đi ngủ. Tôi cũng được cái vệ trụ lễ bao này. 2 phút. Ủa cái thằng Phúc dâm dê đê tiện. Mày bọn này còn giận gì mẹ mày hóc chim rồi mày chết đi Phúc ạ. Má anh vô Sài Gòn đi. Má của anh thích. Mẹ tết tao vào. Tao đi. Lúc đó à, mày đừng lai không mày có Sài Gòn đéo đâu mày rủ tao vào. Lúc đó được bảo sao em dâm dèo ấy. Ủ má mày. Phúc là ở Đồng Nai à? Em ở Biên Hòa. Biên Hòa. Biên Hòa Đồng Nai. Biên Hòa Đồng Nai mà em ở Tam Hiệp. Ở chỗ em ở tay á. Tao chịu. Từ bé giờ tao không vào trong bao giờ đâu tao biết. Anh chỉ loay quanh ở khu sân bay đây. Mày kiếm đâu được cái kiếm nga mi. Anh nên nét. Nét hả? Ờ anh ra nét công thành. Sao mọi nhà công thành ra nét chi vậy? Hôm nay ở cơ quan đang trốn ra. Hôm nay cái ad này có đánh thương lan không đấy? Rồi. Làm tay mới tớ. Anh tí đâu nhỉ? Chết rồi. Đang nhậu. Ao rồi à? Ủ mẹ. Chắc đang ngồi nhậu quá. Mẹ tao vào Sài Gòn. Vậy. À, ông Phúc. Mẹ tao vào Sài Gòn đó. Anh Nấn hả? Ừ. Ờ, ra đi. Ủa, anh Phúc bao tư xu không mẹ? Ờ, ổng gọi cho mình. Kè, để đi lên tiếng kìa. Nó nghe, lên tiếng kìa.
Đâu một tí đâu. Vừa nghe đấy xong đó. Anh tí không? Mũ đang nhậu rồi. Đang ngồi nhậu á, đang ngồi nhậu cho mấy đứa kia. Ê, bạn nhậu cho lắm vào đến lúc em vào không cựa được người nữa. Gì ồn như trời. Quán nét này nó đang đánh giải á. Cái này nó không bán mảnh mặt nạ thánh giả ấy à? Có, chiều nó bán nó 200 xu. Làm nó giả hả? Mẹ mà giả rồi. À bán giả hả? Có, mình có bán rồi đó, nhưng mà quan trọng cái ô, ông có mua vương giả không? À, thánh, thánh giả không? Mình có chịu đâu mua hay không thôi. Vừa có thằng nó bán ấy, thằng Quốc ấy. Đó thì nó luôn rồi. Vừa lấy tôi đang hỏi cho ông nhưng ấy. Anh em ngồi cạnh nhau lại phải nói qua CC Corp này. Anh Hà bữa giờ đi về lâu rồi mà chưa đi. Không một à, anh Sài Gòn anh vào suốt mà, nhưng mà anh vào làm việc sao anh. Ngoại quốc. Ý em nói là anh bên Mỹ á, anh tại Việt Nam bữa giờ thấy lâu rồi. Đâu anh có bên Mỹ đâu, anh bên Đức mà. À bữa giờ về lâu rồi. Chơi được, được tháng ở Việt Nam nữa thôi, còn lại anh biến rồi. Thì đúng rồi, thôi Việt Kiều về chơi một tháng thôi, hai tháng. Kiều tao vẫn quốc tịch Việt Nam mà đùa, tao vẫn bầu cử hội đồng nhân dân đây này. Không quên mang lên Sài Gòn chơi nha. Để xem thôi, đặn em đi. Thằng Phúc mà lên Sài Gòn không tí, không đè mẹ em rồi. Hay làm dân viên đế nhỉ? Gì anh nói gì? Chị Tí đè em ra hả? Ờ. Trời ơi, em ra. Tao mới 10 giờ 10 chưa? Em ra nhà ông ngủ ăn chơi hoài mà. Chơi một tuần không á. Nên đứt mày bây giờ ổ má nó thành 3 lỗ rồi. Cái cục văn tinh cấp 8 hoạt động 3 cục 4 triệu rưỡi được không nhỉ? Văn tinh gì anh? Văn tinh hoạt động ấy. Văn tinh hoạt động cấp 8 hả? Cấp 8 64 cục. Ờ đẹp hơn 1 triệu rưỡi. Quốc ở đâu ấy nhỉ? 4 triệu rưỡi à, cục lâu mới 4 triệu rưỡi rẻ rồi. 3 cục 4 triệu rưỡi thôi. Tàu lao quá vậy. Văn tinh đây là văn cương. Văn tinh không phải văn cương. Ý nó cũng cấp. Bây giờ nó có nằm chài. Tao đừng gì bút đây gửi. Điểm đế bị Kinh Nam kìa. Bị Kinh Nam là bị Kinh Đéo nào? À hình như Đông với Nam nó trùng nhau sao nhỉ? Đấy nó đấy. Cộng 9. À cộng 3 giờ đấy. Bây giờ vẫn tiêu hả? Một hờ tiểu. Mới mở sao bao đang rộng rồi. Đặt cuối 19 và 99. Bằng tên cấp 8 làm bằng tên cấp 8 thì có 64 cục à. Gì? Là 128. À 128 chứ. Má nhập cục nếu biết mới nói. Anh nhầm thôi, em làm gì ghê vậy? Ít nè mày chết cha mày. 17 cm mày. Cái gì đấy? Tao không cần phải hỏi ai hết. Tao chỉ đơn giản thôi. Cục văn cương cấp 9 mà nó bán cái nằm dài. Cục mình nghĩ là cục văn tinh cấp 8 mà nó bán tới nằm thiệt 4 giây gửi. Thật quen nó nghe lai chùm lắm. Cái gì đấy, cái gì đấy? Kinh doanh nó mua. Kinh doanh nó mua 10 xu. Còn vé chơi vào trái hình mà 10 xu nhưng chơi 128. 480 xu hả? Thấy không? Cái gì mà gái phố quảng cáo trai bao cá hình là cái gì? Bà
Tao không có tính chi nhiều mệt. Tao cứ tính đơn giản. A đó. Từ đây mày là ở nhóm diệt tiết. Cường nó vậy á thì mày nghĩ là nhập tin cấp 8 bao nhiêu? Đọc cái gì? Trời ơi, Amata ở chỗ nào nữa má ta luôn á đường. Mở vải chú béo. Chú béo đéo nhận. Bỏ cho mẹ nó. Má là làm như chứ khúc mày có Amata kia mà quận 6 cũng có Amata vậy. Biên Hòa dễ tìm lắm, không như Sài Gòn như mấy chục khác đâu. Tôi thấy nó Amata chỗ nào người ta hỏi về đúng rồi. Khu vực Amata đó, khu vực Biên Hòa ơi. Ngay cái vòng xoay Tam Hiệp đó có cái công viên tàu chà Bá Lửa đó. Ai đi ngang qua không đi. Hòa thì biết rồi. Đi Hà Nội mày đi ngang qua đường đó chứ đi đâu. Đi qua đó giờ để cho ông Phúc nó dẫn vô bệnh viện Biên Hòa luôn. Khu bệnh viện Biên Hòa là ở trên, tụi em là đi 7 cây nữa. Trên thành phố. Em là ngay cái cổng thành phố Biên Hòa. Đồ máy hàng hiếm là mặt đậu à. Nó Biên Hòa nó bé chứ mà nó nguyên cái Biên Hòa Đồng Nai á, nó toàn Bá Lửa. Khui lấy ba con thành. Có hàng ở mặt đậu rồi đó. Ông Thảo nghi mới có đó, quỷ, quỷ ma là cả đống luôn. Má kiểm tra coi là mang quá. Dũng cùng chữ bà hả Dũng? Đâu? Dũng cùng chữ bà hả? Dũng cùng. Sao im lặng rồi, Dũng cùng ơi. Nói. Má hỏi lần này lần thứ 100 rồi đó. Sao không lấy vợ đi. Mẹ lấy nó chơi xong rồi nó bỏ rồi lấy gì lấy. Sao nó chơi anh nhậu quá vậy. Thôi, ao ạ, đi ngủ. Ngủ sớm. Cặc đi nữa giờ này. Anh còn đi chưa? Nói chuyện chút đi. Khi mấy anh em đi. Rồi mày bỏ chuyển động bỡ cho nó lên. Biết đi. Đâu được. Thế đứng đây thấy nó bắt đi mình xong rồi luôn. Sói ca của em giờ này chưa về nữa ta. Còn anh em ba. Gì anh Hà? Quang ơi! À không, đang bảo là đi cùng đội anh em. Nhìn vậy. Bọn anh tí là tổ chức đi chơi mà. Chúc ta. Ôi, chúc nó quên. Đi đâu? Mày lóc vô. Đi đâu à? Ở Hà Nội thì loanh quanh cũng chỉ đi ăn thôi mà đi gái gú. Về nghỉ ngơi. Không, chúc Linh Hải đi, chúc Linh Kẹt đi. Đâu. Mà nghe đi anh Hà già quá ta, cứ như là bốn mấy năm chục tuổi ha. Anh 65 mẹ rồi. Rồi. Cái gì 65 vậy? Mẹ, tay run run mày không thấy hôm nay đánh tông kim tay run mẹ không lên tốt được à? Anh mới có ba mấy tuổi chứ mấy. Mày gặp anh đâu? Chưa gặp mày thấy hình rồi. À ừ nhờ anh tí anh chụp hình anh gửi về nhỉ. Hôm nào ra Hà Nội nội chơi với Phúc rồi. Em hả? Ờ. Lâu mấy năm rồi. Chắc phải 3 năm rồi.
Thôi tao ao ạ. Mày mà ra lộ nó xẻo rái mày Phúc ạ. Dạ. Sẽ quần què. Người nhà em ở đâu quá trời. Ai ở đâu? Mày quên Nam Định nhỉ? Quên Nam Định. Nam Định nó càng phải xẻo. Má bu rì vậy mà hôm nay cũng điểm thương lan quá trời. Cũng điểm thương lan quá trời. X2 phát đủ mới đủ. Đạt em ra gần Tết 23 Tết. Lạnh lắm. Bây giờ đang lạnh. Ê cầm boy xăm chổi. Cái thuốc thuốc tăng trưởng bây giờ nó đắt nhỉ. Có 3 bóng xô mà. Tăng trưởng nào đi thay. Có 3 bóng xô bạn hả? À thằng kia nó để ấy. Đi viêm đế chưa các chị ơi. Ok không cần phải mua viêm đế lạnh à? Xả nồng tiếp một đoạn xả được mời lớn anh. Mày mua ở chỗ nào đấy ở Tiểu? Chỗ liên đấu á. Một chỗ liên đấu. Nhiều chân nguyên đấy. Nó lấy hết rồi. Ở ngoài nó lấy hết rồi. Mấy trăm bình. Mày em mấy trăm bình luôn. Giờ có 39 bình. Con này cũng bị hát mà. Hát sạch luôn. Thỏa nồng tiếp. Để cái thuốc đấy cho anh. Thuốc tăng trưởng để anh tăng tăng điện rồi. Anh nồng tiếp của này còn tới 27.000 điểm nữa. Anh lên đi tìm bé không? Đây. Tìm bé thì đi. Anh đi ra mua máu đó. Đi mua máu. Hôm nay cả tiền mạng đã BT đang trượt. Có mẹ Thành Đô là của Võ Lâm à? Bài Võ Lâm. Đi trời ơi. Bàn hay phết đấy. Vô từ đầu cuối cắn đánh nhỏ lầm thì chứ đánh ai. Bây giờ từ đầu mua một đồng hồ cuối mũi vô Thành Đô đứng rồi ông nấp rồi. Dạ. Nói chung là ngoan là có Thành. Ừ. Chứ giờ hỏi giờ đi phá ai đánh ai giờ đụng. Nó chỉ lâm động của ai luôn. Cái gì đây, vạn niên có gì ở ăn có vạn niên đấy cũng được. Mới ban chủ bên Võ Lâm rồi con gái nhỏ nó đẹp lắm á. Thế à? Ừ. Võ Lâm ấy hả? Cát Tường đấy hả? Ừ. Hả? Có thế thì chắc là anh chàng Võ Lâm. Bà tiêu tiêu á, mập lắm. Đâu bà muốn kêu là khác, còn này là nhóc khác. Nhỏ có tên đang chát mi Hoàng Anh á. Tên gì Hoàng Anh hay Cát Tường? Tên gì? Là... Hả? Bảo tên gì? Cát Tường á. Tên gì? Cát Tường hay Hoàng Anh? Mẹ nó mất tiêu rồi. Ờ, Hoa với chỗ bờ Hồng Kim này. Cái gì cơ? Anh nhớ mấy cái ảnh. Ừ. Mấy cái ảnh đó chỉ có mấy cái người cầm mà. Ra Bình Bình cô Lương. Con bả thôi chứ ai. Đứng im đấy. Nhưng mà con nhỏ. Bà Hồng Kim. Là nó mới dễ thương. Sao nó mới quả. Còn bà con chủ thì lớn rồi. Cô ấy mình nhược điểm là cứ cái gái xinh là mình thích tài một. Muốn biết là nhảy vô ban Võ Lâm điều tra đi, biết chuyện gì. Thấy không bạn? Để coi con Hoàng Anh đấy, rồi mới gái. Mày nhận thưởng à? Cái nào? Mày vừa nhận thưởng ấy à? Anh không thiệp á? Ừ. Em đi liên đấu em mới điểm liên đấu em mới. 300 à? Dĩ nhân là ông nào đấy?
ông Vũ bán cái ad Hoàng à? Vũ bán ad Phượng Hoàng à? Chúng em có biết đâu. Rào đâu vậy? À, bán ad Cường Béo á. Thấy Cường Béo bảo đâu là đâu? Anh Vũ bán ad Phượng Hoàng để nâng cấp lên ad mới. Đâu, có thấy rào gì đâu. Thắp rào. Bây giờ à, của anh Vũ mà đổi đặt X8-16 chắc cũng 20 triệu. Chắc không tới. Bây giờ là ad anh Vũ là đang mạch bao nhiêu nhỉ? 16X7 anh. 16X7 đổi thành 16X8. Nó lại còn tùy cấp nữa cơ. 16X7 giờ 50. Tác không 50. Gì 16x7 làm sách không 50 anh? Không đến nhỉ? Mình kinh doanh nó bán mẹ lấy mắt gì. Tầm 40 hay cực. Thì nó giống cái ad siêu lầm của anh Vũ. Chị được bao nhiêu chân Nguyên? Hôm rồi em thấy 16x8 như nó rao như 80 triệu hay 70 triệu. Nó tùy cấp em. 15x hay 16x hay 17x. Mà còn nó cấp cao, 170 mấy. 170 mấy cũng phải tầm 85 triệu là best nhất. Thì đó. Nó rao 80. Ông Hùng nè, bỡ rao nó mới tiêu đó. Át Hùng anh mua đây chứ đâu. Nói chung qua giải là nó sẽ rẻ đi nhiều.